Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin cập nhật lúc 15 giờ của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Ngày hôm nay, Công an thành phố Hà Nội đã chính thức bắt đầu cấp thẻ căn cước công dân theo mẫu mới, tức có gắn chip điện tử cho người dân trên địa bàn. Đợt cao điểm tập trung cấp căn cước công dân tại Hà Nội diễn ra từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 1 tháng 7 năm 2020. Công an sẽ thành lập các tổ lưu động để cấp căn cước công dân tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học và tại các địa bàn dân cư. Cùng với hình thức cấp lưu động, Công an thành phố Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì và tăng thời gian tiếp nhận hồ sơ tối thiểu là 10 giờ mỗi ngày để cấp căn cước công dân cố định tại trụ sở công an các quận, huyện, thị xã. Công dân từ đủ 18 tuổi trở lên chưa được cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc đã được cấp nhưng bị hỏng, mất hết thời hạn thì nên thực hiện ngay việc cấp mới, cấp đổi sang sử dụng căn cước công dân gắn chip điện tử. Đối với các trường hợp là công dân đã được cấp chứng minh nhân dân 12 số, căn cước công dân còn nguyên vẹn và còn thời hạn sử dụng. Theo quy định hiện hành, các loại giấy tờ này vẫn còn giá trị sử dụng cho đến khi hết hạn. Sáng nay thì Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chính thức thông xe cầu An Phú Đông nối liền quận Gò Vấp và quận 12. Cầu An Phú Đông bắc qua sông Vàm Thuật dài 240m, rộng 12,5m cho hai làn xe ô tô, xe máy lưu thông. Cầu được xây dựng có hành lang cho người đi bộ, đường dẫn hai bên cầu cũng đã được cải tạo dài 1.166m. Tổng mức đầu tư dự án này là 79,5 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 2 năm 2020. Khi đi vào hoạt động, cầu thay thế cho bến phà hiện hữu, rút ngắn cự ly đi từ khu vực phường An Phú Đông qua quận Gò Vấp và ngược lại gần 10 km. Người dân ở đôi bờ không còn cảnh chen chúc đợi phà, tình trạng dồn xe vào giờ cao điểm cũng được giải quyết. Trước đó, do sự cố xà lan tông vào nhịp số 6 khiến cho công trình phải lùi thời hạn hoàn thành. Cũng theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian tới khi dự án cầu Vàm Thuật được triển khai kết hợp với các công trình khác tại khu vực này, hứa hẹn sẽ giúp đời sống kinh tế tại đây ngày càng đổi thay. Theo quy định mới từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 tới đây, người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám bệnh chữa bệnh không đúng tuyến tại các bệnh viện tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí điều trị nội trú như đi khám chữa bệnh đúng tuyến. Trước đó, theo như quy định hiện hành, những trường hợp đi khám chữa bệnh trái tuyến chỉ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả là 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương và 60% chi phí điều trị nội trú đối với tuyến tỉnh. Quy định này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh. Bộ Y tế cũng lưu ý là các bệnh viện không thực hiện tách bản kê chi phí khám chữa bệnh hoặc tách đợt điều trị nội trú. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội đã vừa có thông tin về lương thưởng Tết dương lịch và âm lịch năm 2021 trên địa bàn của Hà Nội. Trên cơ sở báo cáo nhanh của hơn 6.300 doanh nghiệp, cụ thể đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng Tết dương lịch bình quân là 1 triệu đồng một người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 5 triệu đồng một người và thấp nhất là 500.000 đồng một người. Đối với thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu thì mức bình quân là 3 triệu 500 ngàn đồng một người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng một người và thưởng thấp nhất là 550 ngàn đồng một người. Đối với khối doanh nghiệp dân doanh, thưởng Tết dương lịch mức bình quân là 780 ngàn đồng một người, cao nhất là 65 triệu đồng một người và thấp nhất là 400 ngàn đồng một người. Trong khi thưởng Tết âm lịch mức bình quân là 4 triệu 200 ngàn đồng một người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 400 triệu đồng một người và thấp nhất là 700 ngàn đồng một người. Vương quốc Anh ghi nhận con số kỷ lục 981 người chết vì Covid-19 trong vòng 24 giờ qua. Đây là số người chết cao nhất vì đại dịch Covid-19 tính từ tháng 4. Số ca mắc mới Covid-19 trong ngày là hơn 50.000 ca. Con số của Bộ Y tế Anh cho thấy số ca tử vong hàng ngày đã tăng 31% trong một tuần. Con số 981 chỉ kém con số 1.010 người chết trong ngày 24 tháng 4. Trong bối cảnh mà số ca mắc và tử vong tăng nhanh, thì chính phủ nước Anh đã thông báo 3 khu vực ở England sẽ bị áp dụng hạn chế cấp độ 4 từ nửa đêm 30 tháng 12. Các khu vực còn lại sẽ bị gia tăng cấp độ hạn chế lên cấp độ 3, trong đó có cả thành phố Liverpool, nơi từng được coi là hình mẫu chống dịch bệnh. Điều này có nghĩa là gần như toàn bộ England bị phong tỏa ngặt nghèo cho đến tận mùa xuân. Tia hy vọng hiếm hoi trong cuộc chiến chống lại Covid-19 ở Anh vào mùa đông là Anh đã cấp phép sử dụng cho vaccine của Đại học Oxford và công ty AstraZeneca và sẽ tiêm những liều vaccine đầu tiên từ tuần tới. Thủ đô Tokyo của Nhật Bản cảnh báo về việc chắc chắn sẽ không bùng nổ mất kiểm soát các ca Covid-19 mới. Chính phủ Nhật Bản đã kêu gọi người dân tuyệt đối hạn chế ăn chơi, gặp gỡ mừng năm mới. Tokyo trong những ngày gần đây đều có xấp xỉ 1.000 ca nhiễm mới. Giờ lại là thời điểm mọi người tỏa đi khắp các tỉnh về nhà đón năm mới. Nhật Bản đã ghi nhận biến chủng mới của virus SARS-CoV-2, trong khi đó thì thời tiết mùa đông đang rất thuận lợi cho loại virus này phát tán. Hiện nay thì các cơ sở y tế của Nhật Bản đang chịu áp lực rất lớn từ các ca lây nhiễm Covid-19 bùng phát mạnh. Thủ đô Tokyo tiếp tục là nơi có diễn biến dịch bệnh phức tạp nhất.
Nhật Bản cũng đánh giá biến thể virus SARS-CoV-2 mới nguy hiểm hơn các chủng gốc do tốc độ lây lan nhanh chóng và sẽ sớm lây lan ra khắp các quốc gia trên thế giới. Bộ trưởng Ngoại giao Cuba mới đây đã phản đối việc Bộ Ngoại giao Mỹ đang có động thái đưa đảo quốc này trở lại danh sách các quốc gia tài trợ cho khủng bố. Lời cảnh báo từ phía Cuba được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đang xem xét về kế hoạch đưa La Habana quay trở lại danh sách đen tài trợ khủng bố trước khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump rời nhiệm sở. Nếu được thông qua, kế hoạch này sẽ cản trở nỗ lực của Tổng thống mới đắc cử ông Joe Biden trong việc đảo ngược các chính sách đối ngoại của Tổng thống Donald Trump đối với đảo quốc Caribe này. Trước đó, vào tháng 5 vừa qua, thì Nhà Trắng cũng đã đưa Cuba vào danh sách các quốc gia không hoàn toàn hợp tác với nỗ lực chống khủng bố của Mỹ, cùng với Venezuela, Iran, Triều Tiên và Syria. Cách đây ít giờ, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin các đại biểu tham dự đại hội lần thứ 8 của Đảng Lao động Triều Tiên đã tập trung vào thủ đô Bình Nhưỡng và được trao chứng nhận. Động thái này làm gia tăng khả năng đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Lao động Triều Tiên có thể diễn ra ngay trong tuần này. Trước đó, vào ngày 29 tháng 12, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên để thảo luận công tác chuẩn bị cho đại hội đảng. Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 8 dự kiến sẽ thảo luận và thông qua kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm mới. Tháng 8 vừa qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết kế hoạch phát triển 5 năm hiện nay đã không thể hoàn thành vì nhiều thách thức ở cả trong và ngoài nước. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần điểm tin nhanh lúc 15 giờ của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại. Hình ảnh chân thực với màn hình 4K UHD. Bản quyền Android 9.0 mang đến nhiều tiện ích. Ứng dụng đa phương tiện VTC Now tích hợp sẵn trên thiết bị với kho nội dung bản quyền đặc sắc. Hệ thống âm thanh vòm lập thể sống động, mức giá hấp dẫn, chế độ bảo hành vượt trội, lỗi là lỗi trong năm đầu. TV thông minh VTC Now Rindo, sự kết hợp đầu tiên tại Việt Nam giữa một đài truyền hình và một hãng công nghệ mới. TV VTC Now Rindo, TV giờ đây đã khác.